Anh sẽ dành tặng số điểm 50 sau khi kết thúc vòng thi đấu thứ ba vừa rồi cho đội nào đây? Sao cái vòng này không biết anh có được toàn mạng để đi về không? Em biết là chưa, dưới phụ huynh không á. Về phía của anh, dạ, quan trọng là cái thần thái. Có nghĩa là khi mà mình ra, mình biểu diễn bất cứ cái bộ môn nghệ thuật nào, biểu cảm của mình, dạ, cái đó là quan trọng nhất. Hai bạn nữ, tuy là mình tự biên, tự diễn, tự làm, tự tất cả mọi thứ hết, tuy rằng nó có nhiều cái động tác nó chưa gọi là thuần phục, tại vì mình không chuyên thì không sao, mà cái quan trọng là thần thái. Dạ. Đó ha. Trang phục nữa. Trang phục đầu tư quá trời đầu tư. Cái quạt dài 8 mét. Còn bên hai anh em của mình, đây đúng là một cái thể loại gọi là underground. Đúng rồi, và đó nó cũng là anh cũng rất là thích cái đường thể phố. Loại đó, đường phố đúng không Hoàng? Dạ, đây dạ. Cũng như là sư phụ của mình đây à, nè, không đó. Có. Cũng là lần đầu tiên làm luôn. Dạ. Là làm mới luôn. Đó. Mà quan trọng là cái thần thái của mình nó chỉ có nhen nhóm chút xíu. Dạ. Chưa gọi là làm cho anh đã lắm. Thì anh xin dành cái số điểm cao nhất cho chị em. Chúc mừng Đăng Trinh và Đăng Trang nhận thêm được 50 điểm nữa. Như vậy đã nâng tổng điểm của các bạn lên thành 130 điểm. Còn hai chàng trai chúng tôi vẫn có được số điểm lận lưng của mình là 30 điểm, tương đương với giá trị tiền thưởng là 3 triệu đồng. Xin mời Hoàng Mèo trao cho hai bạn Ngọc Thành và Ngọc Tâm. Đây, anh xin gửi cho hai anh em. Không sao, mình là đàn ông, không gì hết. Mình nhường. Mình nhường. Nói như cái này là nhường. Hồi nãy chơi mà rụng trái cây là cũng nhường đó. Nhường luôn đó. Và đây là món quà giá trị giải thưởng rất cao, 13 triệu đồng thuộc về hai bạn. Đây anh xin tặng cho hai chị em. Bình thường hai anh em khá là khắc khẩu, nhưng mà sau ngày hôm nay thấy người anh em của mình như thế nào rồi? Thành nói trước đi. Cũng vậy à. Còn Tâm thấy sao nè? Y chang. Như trên. Như kế bên. Như kế bên. Còn với hai cô gái xinh đẹp của chúng tôi, cảm xúc như thế nào? Dạ, cái này em đến chương trình em không nghĩ là mình sẽ giành được giải thưởng. Em chỉ nghĩ là tham gia chương trình được lên TV. Được lên TV nổi tiếng. Vậy thôi, nổi tiếng ba má ơi. Cảm ơn Hoàng Mèo rất nhiều. Cảm ơn hai đội chơi. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long, phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Chương trình chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ Hoàng Mèo cùng với tất cả mọi người xin nói lời tạm biệt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.